chào các bạn, trên tay mình đang là iPhone 6S. Thì iPhone 6S kết nối với những cái tai nghe ngoài qua cái cổng 3.5, tức là các bạn có thể gắn bất cứ cái tai nghe nào, chỉ việc cắm vô rút ra, cắm vô rút ra là xong. Nhưng mà đối với iPhone 7 thì chúng ta có tin đồn là nó sẽ không còn cái cổng 3.5 này nữa. Tương với cái việc các bạn sẽ lấy một cái miếng keo và các bạn dán vào cái cổng tai nghe này và chúng ta sẽ không kết nối được nữa. Và cổng kết nối duy nhất còn lại là cái cổng Lightning. Thì đối với những cái sản phẩm mà có sử dụng cổng Lightning như vậy thì các bạn phải làm sao? Có hai cách. Đầu tiên là các bạn vứt hết những cái tai nghe này đi, vứt hết nó đi. Và các bạn mua những cái tai nghe có cổng Lightning như thế này và các bạn cắm vào đây. Thì những cái tai nghe rất là mắc và có giá khoảng 200 đô trở lên. Trong trường hợp mà không có nhiều tiền như vậy thì các bạn phải làm sao? Thì các bạn phải mua một cái adapter. Cục adapter này được cho là sẽ xuất hiện ở trên iPhone 7. Thì sẽ đi kèm theo cái hộp máy của iPhone 7. Nó có một đầu là đầu Lightning và đầu còn lại là ra 3.5mm. Thì cái lý do mà Apple họ phải sử dụng như vậy là bởi vì cái cổng Lightning nó là cổng digital. Còn cái đầu 3.5 mà chúng ta vẫn biết từ xưa đến nay là cái đầu analog, tức là đầu tương tự. Thì cái tín hiệu sẽ được truyền từ cái iPhone qua cái cổng Lightning. Và đây nó có một cái DAC, nó có bộ xử lý tín hiệu số và nó chuyển đến cái đầu analog ở đây là cái đầu của cái tai nghe này. Trong trường hợp mà máy có cổng 3.5 sẵn thì cái cổng 3.5 này nó là cổng analog và cái bộ xử lý sẽ xử lý bên trong và nó chuyển qua cái cổng tín hiệu này luôn và các bạn sẽ cắm trực tiếp. Tuy nhiên thì iPhone 7 không có và chúng ta cần phải có cái adapter này. Thì vừa nãy bọn mình có thử nghe bằng cái adapter này thì nó sử dụng DAC riêng so với cái DAC của iPhone và cảm nhận tin là bạn Đức nói là nó sẽ có chất lượng chi tiết cao hơn cũng như là chất lượng âm thanh tốt hơn một chút so với lại cái DAC gốc. Trong trường hợp mà một số nhà sản xuất khác nổi tiếng họ sản xuất ra cái sản phẩm này thì có thể là cái họ sẽ trang bị cái DAC mắc hơn, xịn hơn và chất lượng của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Còn cái DAC của Apple chỉ là cái DAC cơ bản để ai cũng có thể nghe nhạc được nên cái chất lượng của nó sẽ không cải thiện nhiều so với cái DAC bên trong của máy. Cục chuyển đổi này là mình nhặt được nhưng mà các bạn nhìn vào những cái phần nhựa hay là những cái phần dây như này thì gần như chắc chắn đó là những cái vật liệu mà Apple họ sử dụng ở trên những cái thiết bị hiện tại hay là những cái sợi cáp hiện tại. Rất tiếc là do nhặt được nên nó đang là cái phiên bản thử nghiệm, phiên bản prototype. Thì các bạn thấy là nó đóng gói rất là kỹ ở đây. Nó bị mất cái phần ở trên rồi. Nhưng mà khi mà sử dụng thì chúng ta vẫn sử dụng một cách bình thường. Đó, một đầu 3.5 và một đầu Lightning. Ở đây mình đang có một cái iPad mini 4 và chạy iOS 9. Thì bây giờ mình cắm thử cái cáp này vô. Thì nghe tức là nó nói là không được hỗ trợ bởi vì cái cáp này hiện tại là có lẽ là nó chỉ hỗ trợ iOS 10 thôi. Mình thử một cái iPhone 6S Plus 1.28GB màu hồng vô đây thì nghe tức là nó cũng nhận tín hiệu và nó không thông báo gì hết. Các bạn thấy là nếu bạn nào đang xài iOS 9 thì các bạn không nên nghịch. Còn nếu mà iOS 10 thì cứ vô tư mà nghịch, kể cả iPhone SE. Ở đây có iPhone SE, iOS 10 các bạn cắm vô thì nó cũng nhận mà nó không báo gì hết. Rồi, xin cảm ơn các bạn.